Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới gọi tắt là WHO đã đưa ra báo động trong bối cảnh số ca mắc cúm gia cầm H5N1 tại Campuchia gia tăng gần đây. Theo quan chức WHO, tổ chức này coi rủi ro từ virus H5N1 là nghiêm trọng và kêu gọi các nước nâng cao cảnh giác. WHO cho biết hiện vẫn chưa có báo cáo về trường hợp lây nhiễm H5N1 từ người sang người. Trước đó cùng ngày, Bộ Y tế Campuchia xác nhận ca nhiễm virus cúm gia cầm H5N1 thứ 2 ở người là bố của bé gái 11 tuổi, tử vong ngày 22 tháng 2 do nhiễm chủng virus này. Ngành Y tế Campuchia báo động về dịch bệnh sau 9 năm không ghi nhận ca nhiễm virus H5N1 nào trên người. Tiến sĩ Sivo Brand, Giám đốc Phòng chống dịch bệnh và đại dịch của WHO cho rằng các xu hướng mới nhất về sự lây lan của virus là đáng lo ngại. Bà cũng cho biết, WHO đang xem xét đánh giá rủi ro toàn cầu. Theo bà Brand, ngoài số ca mắc ngày càng tăng ở gia cầm, tình trạng tương tự cũng đang được chứng kiến ở động vật có vú, bao gồm con người. Đại diện của WHO cho biết họ đang liên hệ chặt chẽ với chính quyền Campuchia để có thêm thông tin cập nhật. Mặc dù H5N1 đã tồn tại hơn 2 thập kỷ nay, nhưng một chủng mới có tên 2-3-4-4B xuất hiện vào năm 2020 dẫn đến số lượng chim hoang dã và gia cầm chết ở mức kỷ lục. Trong giữa tháng gần đây, dữ liệu được thu thập cho đến nay chỉ ra rằng loại bới thường không gây bệnh đáng kể ở người. Cho đến nay, WHO chỉ biết đến 6 trường hợp, hầu hết đều nhẹ. Đầu tháng 2, WHO xếp hạng rủi ro do H5N1 gây ra cho con người ở mức thấp. Tuy nhiên, họ đang tăng cường nỗ lực, chuẩn bị sẵn sàng, lưu ý rằng sẽ sẵn có một loại thuốc chống virus, cũng như 20 loại vaccine được cấp phép có thể được sử dụng nếu tình hình xấu đi.